For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi. Bây giờ xin được chuyển sang phần nội dung chi tiết. Giá chung cư Hà Nội leo thang, thành phố Hồ Chí Minh giảm cục bộ. Một số dự án căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm giá từ nửa cuối năm, trong khi mặt bằng giá chung cư ở Hà Nội thì liên tục tăng ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Anh Toản, huyện Hoài Đức tìm mua căn hộ từ đầu năm nay với mong muốn có nhà mới trước Tết. Sau nhiều năm lập nghiệp tại Hà Nội, vợ chồng anh tích góp được gần 2 tỷ đồng. Anh nói tầm tiền này rất khó mua đứt căn hộ 2 phòng ngủ ở dự án mới, ngay ở khu vực vùng ven là Vân Canh, Hoài Đức, giá một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án block cao 21 tầng đang mở bán có giá từ 2,8 tỷ đồng. Vợ chồng anh chuyển hướng sang những dự án mới bàn giao dưới 5 năm ở quận Nam Từ Liêm và Hà Đông. Theo môi giới đi xem nhà mấy tháng nay, anh vẫn chưa ưng được căn nào. Một căn 70m² trong tầm giá 1 tỷ 8, 1 tỷ 9. Anh từng khảo sát đầu năm nay ở quận Hà Đông, giờ tăng lên khoảng 2 tỷ 1, 2 tỷ 2. Tham khảo thêm một số dự án căn hộ ở vùng ven như Đông Anh, Long Biên, giá chung cư cũng tăng nhẹ 8-10% so với năm ngoái, nên anh này quyết định chờ qua Tết để nghe ngóng thêm thị trường. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ đầu năm đến nay, thị trường căn hộ Hà Nội tăng nhiệt cả sơ cấp và thứ cấp. Một số dự án chuẩn bị mở bán ở khu vực phía Tây, nằm ngoài vành đai 3, ghi nhận giá Rumo dự kiến tiệm cận với chung cư quận trung tâm. Đơn cử một dự án quy mô 9 tòa tháp nguồn cung 4.000 căn mới ra mắt thị trường quý 3 có giá Rumo từ 66 triệu đồng mỗi mét vuông. Dự án này thu hút sự chú ý bởi mức đầu tư được công bố hơn 18.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý 1 năm tới. Một phân khu mới tại đại đô thị khu vực Tây Mỗ gồm 3 block cũng mới mở bán hơn 60 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn 15-20% so với phân khu ra mắt trước đó. Theo đó, căn hộ studio 28 mét vuông có giá 1,8 tỷ đồng. Dữ liệu của Cushman & Wakefield chỉ ra giá căn hộ mới tại Hà Nội trong quý 3 đạt khoảng 52 triệu đồng một mét vuông, tăng gần gấp đôi sau 5 năm. Ở thị trường mua đi bán lại, giá căn hộ nhiều khu vực dục dịch tăng so với đầu năm. Dữ liệu của đơn vị tư vấn Sibiri cho thấy giá bán trung bình thứ cấp trong quý 3 vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt khoảng 32 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 2,7% theo quý. Tất cả quận đều tăng giá thứ cấp, trong đó các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Gia Lâm tăng trên 3%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá thứ cấp của chung cư tại Hoài Đức và Bắc Từ Liêm tăng cao nhất, lần lượt 8% và 5%. Trái ngược với diễn biến ở Hà Nội, thị trường căn hộ Sài Gòn lại có xu hướng chững giá, một số dự án giảm cục bộ. Anh Cường, môi giới chuyên phân khúc căn hộ thành phố Thủ Đức cho biết, từ giữa năm, nhiều chủ nhà đã gửi anh giao bán giảm giá chung cư họ mua để đầu tư. Căn giảm sâu nhất lên đến 30% tại dự án khu đô thị tại quận 9 cũ. Lý do là chủ nhà dùng đòn bẩy tài chính để mua lướt không có nhu cầu ở, nên khi lãi suất thả nổi, họ không thể gồng gánh thêm. Theo môi giới này, nhu cầu đầu tư căn hộ tại thành phố Thủ Đức rất lớn, nên khi tình hình đi xuống, một nhóm nhà đầu tư đã tháo chạy bằng việc giảm giá bán. Ngoài ra, tình trạng giảm giá cũng xảy ra cục bộ một số dự án nhiều năm không ra sổ, khoảng 10-15% so với đầu năm ngoái. Dữ liệu của kênh Bất Động Sản cho thấy, giá bán chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn biến trái chiều trong quý 4, trong đó giá ở Hà Nội tiếp tục đà tăng ở cả 3 phân khúc bình dân, trung cấp và cao cấp so với đầu năm. Phân khúc trung cấp 30-50 triệu một mét vuông tăng mạnh nhất 9%, trong khi đó giá bán phân khúc trung cấp và bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm lần lượt 1% và 4%. Lý giải diễn biến này, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính là chu kỳ thị trường, khẩu vị đầu tư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là khác nhau. Trong 5 năm trở lại đây, chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh nhất vào 2 năm 2018 và 2019, thời điểm nguồn cung mới dồi dào, khoảng 30.000 căn mỗi năm. Dự án mới ra mắt, thị trường tập trung ở phân khúc cao cấp kéo theo mặt bằng giá đẩy lên cao. Trong khi đó, từ cuối năm 2022 đến nay, thị trường căn hộ Hà Nội mới bước vào chu kỳ tăng đột biến bởi nguồn cung nhỏ giọt. Nhiều chủ đầu tư thay đổi chiến lược chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp. Nguyên nhân thứ hai nằm ở khẩu vị đầu tư. Theo ông Kiệt, thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh giảm giá cục bộ bởi nhu cầu đầu tư lớn, nhất là khu vực thành phố Thủ Đức. Trung bình mỗi dự án mới ra mắt, tỷ lệ mua để đầu tư đạt 70-80%, vào thời kỳ sôi động có thể lên đến 90%. Nhu cầu đầu tư cao nên không ít người mạnh tay sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi thị trường khó khăn, lãi suất thả nổi, nhóm này sẵn sàng giảm giá, giao bán ngộp để thanh khoản nhanh. Trong khi đó, tại Hà Nội, tỷ lệ mua đầu tư và ở thực khá cân bằng nhau. Gần đây, chung cư mới lọt tầm ngắm của nhiều người bởi đầu tư có lãi, thanh khoản nhanh.
Ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc kênh bất động sản khu vực miền Nam, bổ sung nguyên nhân đến từ khẩu vị mua nhà khác nhau tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, người dân có xu hướng chung là chuộng căn hộ diện tích lớn, nên cùng một ngân sách họ sẵn sàng di chuyển ra vùng ven để có căn hộ rộng rãi. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân chuộng vị trí gần trung tâm và chấp nhận căn hộ diện tích nhỏ. Ví dụ cùng tầm tiền giá 3 tỷ đồng, trước đây có thể mua căn 60m², nhưng nay chỉ mua được căn 50m² với dự án cùng vị trí. Các chuyên gia nhìn nhận, chung cư Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã tăng lên ngưỡng cao, tốc độ tăng giá dần chững lại. Tại Hà Nội, do nút thắt nguồn cung khiến mặt bằng giá vẫn tiếp tục leo thang. Nếu không được gỡ nút thắt pháp lý thúc đẩy nguồn cung ra thị trường, căn hộ Hà Nội đuổi kịp Thành phố Hồ Chí Minh về tốc độ tăng trưởng và mặt bằng giá là điều dễ thấy. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt nhận định. Tới đây, bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.